Ford Ranger 2023 chính thức chốt ngày ra mắt Việt Nam vào 26 tháng 8 tới đây. Trước ngày ra mắt đã đến gần, hãy cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý về Ford Ranger 2023. Trước khi bắt đầu video, anh em đừng quên để lại một nút đăng ký để ủng hộ Mê Xe sớm đạt tới 300.000 subscriber. Cảm ơn anh em rất nhiều. Các đại lý của Ford tại Việt Nam đã nhận đặt cọc cho mẫu xe này cũng như công bố giá dự kiến cho từng phiên bản. Tổng cộng Ford Ranger thế hệ mới tại Việt Nam dự kiến có 7 phiên bản với giá bán dao động từ 648 đến 1 tỷ 225 triệu đồng, tăng từ 20 đến 48 triệu đồng so với phiên bản hiện hành. Hai phiên bản cao cấp nhất là Wildtrak và Raptor sẽ có giá bán lần lượt là 985 triệu đồng và 1 tỷ 225 triệu đồng. Dự kiến các phiên bản cao cấp nhất sẽ được trang bị động cơ diesel 2.0 biturbo công suất 213 mã lực, trong khi các phiên bản thấp hơn sẽ sử dụng máy diesel 2.0 turbo đơn công suất 180 mã lực. Xe sẽ có các tùy chọn về số sàn, số tự động 6 cấp và số tự động 10 cấp phụ thuộc vào phiên bản mà khách hàng lựa chọn. Rất có thể Ranger sẽ được phân bổ các phiên bản động cơ và cấu hình tương tự như người anh em Everest vừa được Ford giới thiệu tại Việt Nam vào tháng trước. Hy vọng rằng với bản động cơ 2.0 biturbo thì Ford sẽ cải thiện được lỗi chảy dầu mà không chỉ người dùng ở thị trường Việt Nam mà ngay cả ở Úc, nơi được coi là đã sản sinh ra Ford Ranger cũng có rất nhiều lời phàn nàn về vấn đề này. Ở ngoại thất, Ford Ranger 2023 đã mang một thiết kế có phần vuông vức hơn, mặt ca lăng thẳng và hầm hố, tạo cảm giác mạnh mẽ và nam tính hơn so với phong cách thiên về bo tròn của người tiền nhiệm. Một sự thay đổi nổi bật ở phần đầu xe chính là sự xuất hiện của cụm đèn LED ma trận, dự kiến sẽ được trang bị trên hai phiên bản cao cấp nhất là Wildtrak và Raptor. Điểm khác biệt giữa LED ma trận với LED truyền thống đó chính là khả năng có thể tối ưu điều chỉnh cường độ sáng gần như ngay tức thì khi di chuyển ngoài đường, giúp hạn chế tình trạng khiến xe đi ngược chiều bị chói mắt. Sự thay đổi tiếp theo về mặt kích thước, Ford Ranger thế hệ mới có kích thước là 5.370mm, 1.918mm, 1.884mm chiều dài rộng cao và chiều dài cơ sở ở mức là 3.270mm, dài hơn thế hệ trước 50mm. Đồng thời chiều dài tổng thể của xe cũng tăng thêm 8mm, chiều rộng tăng 58mm và chiều cao tăng 54mm. Hứa hẹn không gian rộng rãi hơn cho việc chở người và chở hàng hóa. Ford cũng nói rằng hãng đã thiết kế lại sàn thùng xe và bổ sung thêm hai gác để chân ở hai bên thùng hàng, tăng tính thực dụng cho xe nhằm hỗ trợ phục vụ công việc của khách hàng tốt hơn. Nơi Ranger 2023 trải qua sự thay đổi lớn nhất chính là bên trong khoang nội thất, nay đã được thiết kế lại hoàn toàn theo hướng tập trung vào công nghệ và sự thực dụng nhiều hơn. Phía trước vô lăng là cụm đồng hồ dạng màn hình kỹ thuật số với hai tùy chọn kích thước 8 inch và 12 inch. Phần màn hình trung tâm sẽ được thay thế bằng cụm màn hình dọc cỡ lớn cùng hai lựa chọn kích thước là 10 inch và 12 inch kết hợp với các phím điều chỉnh cơ học nằm ở đáy màn hình giống như trên người anh em Ford Everest thế hệ mới, mẫu xe đã được Ford cho ra mắt và mở bán tại thị trường Việt Nam. Xe được trang bị hệ thống giải trí Sync4A với Android Auto và Apple CarPlay không dây. Dựa theo thông số kỹ thuật của mẫu Everest mới ra mắt cách đây không lâu thì khả năng cao Ranger 2023 cũng sẽ không có dàn loa Bang & Olufsen như một số thị trường nước ngoài mà sẽ chỉ là 8 loa tiêu chuẩn. Phía dưới bảng điều khiển sẽ được trang bị phanh tay điện tử cùng cần số điện tử e-shifter. Tuy nhiên, cần số e-shifter chỉ xuất hiện đối với phiên bản nào sử dụng hộp số tự động 10 cấp, còn với phiên bản sử dụng hộp số tự động 6 cấp vẫn sẽ là dạng cần số dạng tay nắm truyền thống. Một sự bổ sung mới cho Ranger 2023 là nút xoay chế độ vận hành, vốn chỉ có trên phiên bản Raptor ở thế hệ trước. Ngoài ra, còn một số trang thiết bị công nghệ an toàn nổi bật khác có thể kể đến ở Ranger thế hệ mới như sạc điện thoại không dây, đèn viền nội thất ambient light, tự động điều chỉnh góc đèn pha, camera toàn cảnh 360 độ, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ kiểm soát đổ đèo, cảnh báo điểm mù, cảnh báo xe cắt ngang, adaptive cruise control, cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn, vân vân. Tại Việt Nam, nếu cộng dồn doanh số của 6 tháng đầu năm, Ford Ranger đã bán được 6.433 xe, trong khi đó chiếc xe đứng thứ hai là Mitsubishi Triton chỉ bán được tổng cộng 2.419 xe, theo sau là Isuzu D-Max với 519 xe và Mazda BT50 với 397 xe. Có thể thấy rằng, chỉ riêng doanh số của Ranger đã gần gấp đôi so với tổng doanh số của 3 mẫu xe theo sau cộng lại. Cho nên dù mức giá bán cao hơn, nhưng với sự cải tiến mạnh mẽ về thiết kế ngoại thất, nội thất cũng như bổ sung thiết yếu về mặt công nghệ giải trí và an toàn, Ranger 2023 mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm ông vua bán tải ở thị trường Việt Nam. Nếu Ford có thể khắc phục được những vấn đề của thế hệ hiện tại trên phiên bản mới, thì cơ hội để duy trì ngôi vương của chiếc xe này thậm chí còn lớn hơn nữa. Các dấu hiệu ở thị trường Úc đang cho thấy một sự hứa hẹn lớn khi hầu hết các vấn đề chảy dầu hay lỗi hộp số đã không còn được nhắc đến, nhưng thay vào đó lại là một số lượng nhỏ người dùng đang phàn nàn về việc chiếc xe của họ có vấn đề về độ rung.
Tuy vậy, người tiêu dùng Việt Nam cũng không cần quá lo lắng khi phiên bản Ranger gặp vấn đề, đó là phiên bản động cơ 3.0 V6, một phiên bản không được phân phối tại thị trường Việt Nam. Anh em nghĩ sao về Ford Ranger 2023? Đâu là thay đổi anh em mong chờ nhất ở mẫu xe này? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới và đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ Mê Xe sớm đạt tới 300.000 subscriber. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.